Chào cả nhà, hôm nay Hân sẽ làm món mứt dâu nha. Hân mua được một cái hộp dâu nè. Cái hộp này là khoảng 1 kg dâu tây cả nhà. Nhưng mà Hân lấy ra hết một ít dâu nè để dành Hân chấm muối ớt để ăn nha. Còn số dâu này còn lại Hân sẽ làm mứt dâu. Hân chừa lại khoảng 300g nha. Còn 700g này Hân sẽ làm mứt dâu. Để làm được cái mứt dâu này thì mình cần có những nguyên liệu đi kèm. Thứ nhất là đường nha. 700g dâu này Hân sử dụng khoảng 400g đường như cả nhà. Nhà Hân có đường vàng cho nên Hân sử dụng đường vàng. Rồi, ở đây là 2 muỗng cà phê muối nha. Để chút xíu nữa mình sẽ ngâm dâu vào nước muối cho nó sạch ha. Rồi ngoài ra khi sơn mứt mình còn có thêm nửa trái chanh nha cả nhà. Thì đầu tiên mình sẽ sơ chế dâu tây ha. Cả nhà Hân quay cận cảnh cho cả nhà xem dâu tây rất là tươi luôn, nó trái rất là to luôn nè, thơm lắm, chín rồi. Rất là ngon luôn. Thì đầu tiên Hân sẽ cho cái hai cái muỗng muối này vào trong tô nước lọc Hân chuẩn bị sẵn nha cả nhà. Hân khuấy lên nha. Để Hân cắt cái cuốn dâu xong Hân sẽ cho vào đây ngâm cả nhà. Tại vì mình không có biết là cái dâu này người ta có sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hay không, cho nên tốt nhất là mình ngâm qua nước muối nha. Và ngâm qua nước muối khoảng 30 phút thì mình sẽ rửa lại với nước sạch nha. Đầu tiên mình sẽ cắt cái cuốn dâu này nha. Cắt cái này, cho cái dâu vào đây ngâm luôn. Cắt bỏ cuốn cho sạch. Cả nhà cứ cắt hết cái dâu này cho vào nước muối ngâm 30 phút là được nha cả nhà. Cắt cái cuốn hết rồi nè, bây giờ Hân đã ngâm trong nước muối nha. Hân ngâm khoảng 30 phút thì Hân sẽ đem đi rửa lại với dầu nước sạch nha cả nhà. Mình ngâm được 30 phút rồi nè, thì bây giờ mình sẽ đem qua dầu nước để mình rửa cho sạch nha cả nhà. Thì mình sẽ đổ cái dầu này qua cái rổ nha. Rồi mình sẽ rửa sạch cái tô này. Để chút xíu nữa mình sẽ ướp dầu ở trong cái tô này nha. Rồi mình sẽ rửa dâu trên dầu nước nha. Sạch mình sẽ bỏ vào đây. Khi mà mình ngâm nước muối những cái tạp chất ở trong cái dâu này nè cả nhà, nó cũng rớt ra rồi. Rửa trực tiếp trên dầu nước này càng sạch hơn nữa nha. Nhìn cái dâu màu rất là đẹp, đỏ luôn, chín mọng nước, rất là thơm luôn nha. Giờ dâu của mình rất là sạch rồi nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ qua tiếp tục mình cắt dâu ra nhỏ ha, để mình ướp đường rồi mình sơn nha. Mình cắt ra nhỏ để cho dâu của mình nó thấm á. Giờ thì Hân sẽ cắt hết cái lỗ dâu này. Cắt cái làm 4 nha. Cắt như thế này.
xong được bao nhiêu rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho hết toàn bộ 400g đường này vào đây. Tại vì cái dâu của Hân nó hơi chua cả nhà, cho nên Hân sử dụng 400g đường nha. Cho 700g dâu nè. Cả nhà muốn ăn ngọt hay là lạt thì mình có thể gia giảm lượng đường nha. Mình sẽ trộn lên cho đường của nó thấm ha, cho đường thấm tan ra, thấm vào dâu nha. Rồi mình mới đi sơn, khi nào mà đường tan hết ra thành nước á thì mình mới đi sơn được nha cả nhà. Thì Hân trộn lên trước và Hân để đây khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ ha, để bên nhiệt độ bên ngoài, đừng để tủ lạnh đường nó lâu tan nha. Mình sẽ trộn đều dâu lên đây và mình để đây nha. 2 tiếng sau mình sẽ quay lại nha cả nhà. Dâu Hân đã ngâm đường 2 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Thì bây giờ đường cũng đã tan ra hết rồi nè ha. Đây là cái nước, nước đường hòa quyện với cái màu đỏ của dâu này, nó có màu đỏ luôn rồi cả nhà nha. Thì Hân sẽ cho hết tất cả cái này vào trong cái chảo và bắt lên bếp Hân sơn nha. Màu rất là đẹp luôn, rất là thơm luôn. Thường thường người ta xin mứt người ta hay để vani á cho thơm thêm á, nhưng mà cái dâu này Hân nghĩ là không cần cho vani đâu, thì bản thân cái dâu này nó cũng thơm rồi cả nhà. Rồi bây giờ Hân sẽ đem cái dâu này đi sơn nha. Hân sẽ bắt lên bếp và bắt đầu sơn ha. Ban đầu mình sẽ cho lửa lớn nha, đến khi sôi thì mình sẽ hạ lửa lại nha. Màu rất là đẹp, mùi dâu rất là thơm. Nước nó ra có luôn cái cả cái màu đỏ này nha. Cái mứt dâu này rất là dễ ăn luôn. Mình có thể ăn với bánh mì sandwich cũng được, ăn với sữa chua cũng được, hoặc là mình làm nước mình uống cũng được luôn nha cả nhà. Dâu của mình nó bắt đầu sôi rồi nè. Rất là thơm luôn. Khi dâu của mình nó sôi thì mình vớt bọt nha. Vớt bỏ cái bọt này đi. Nhìn cái dâu nó sẽ ngon hơn. Và khi nào nấu thì cái dâu của mình nó sánh sánh lại thì mình sẽ cho nước cốt chanh vào đây ha. Giờ thì mình hớt bọt. Khi dâu của mình sôi bùng lên thì mình sẽ hạ lửa nha. Hạ bớt lửa lại, để ở mức lửa trung bình thôi. Nếu mình dặn lớn quá thì nó sẽ trào ra bên ngoài. Rồi mình tiếp tục hớt bọt nha. Nước dâu nó ra rất là nhiều luôn. Nước dâu của mình hơi sánh sánh rồi thì Hân sẽ nặn chanh vào đây nha. Hân sử dụng nửa trái chanh không hạt nè. Còn nếu như mình sử dụng chanh có hạt thì mình nhớ bỏ cái hạt ra nha. Cái chanh này á, khi mình nặn vào đây á, thì khi mà mứt của mình á, nó đạt cái độ sánh rồi, nó sẽ không có bị khô ha, mà nó sẽ dẻo dẻo. Còn nếu như mình không để chanh vô thì khi mà mình làm xong một hồi á, cái nó sẽ cứng ngắc luôn. Rồi nặn chanh vô đây, nửa trái chanh ha. Mình nặn vô đây xong rồi mình sẽ bật lửa lên lớn xíu, sau đó mình sẽ hạ lửa và nấu đến khi nào mà đạt độ sánh thì được nha cả nhà. Theo mình á thì độ sánh như thế nào á, mình thấy vừa thì được ha.
Có người thì mình thích xinh khô luôn, có người thì mình thích xinh sần sệt á. Dâu của mình xên khoảng 15 phút rồi nè cả nhà. Nó có chuyển sang cái màu đỏ sậm luôn rồi nè. Thì nó sắp đạt rồi đó cả nhà. Để cho nó sánh lại rồi mình sẽ tắt bếp ha. Xên thêm khoảng 10 phút nữa đi. Rất là thơm luôn. Dâu của Hân đã sệt lại rồi cả nhà, vậy là được rồi nha. Nó bốc cái mùi lên thơm phức của mùi mứt dâu ha, thơm rất là thơm luôn. Thì Hân sẽ tắt bếp nha, và Hân để đây, khi nào mà nguội thì Hân sẽ cho vào trong cái keo, cái hoặc cái lọ thủy tinh hay là cái thố thủy tinh gì đó cũng được để mình bảo quản, mình dùng dần nha cả nhà. Thì giờ Hân tắt bếp nè, Hân sẽ để nguội ở đây nha, bếp nóng lắm. Để đây ha. Thì khi mà cái mứt dâu của Hân đây nè, giờ nó rất là màu, rất là đẹp luôn nè, sệt sệt lại rồi nè. Hân sẽ để đây 30 phút sau Hân sẽ quay lại nha cả nhà. Mứt dâu của mình đã nguội rồi nè cả nhà, xem nó có ngon không ha, cái nó có độ sệt sệt nè cả nhà ha. Khi mình ăn thì mình chỉ cần lấy cái này quấn lên mứt thôi, hoặc là lấy nước làm nước uống thôi cả nhà nha. Mình làm ở nhà thì vệ sinh là an toàn thực phẩm nè, và mình biết rõ nguồn gốc nha. Thì bây giờ Hân sẽ cho nó vô cái keo ngay nha, để mình sẽ bảo quản á. Mình sẽ lấy cái đầu nhỏ hơn để Hân múc nha, cái này nó hơi to tí. Hân sẽ múc bằng cái này nha, cho vào cái lọ để bảo quản này. Rất là thơm luôn. Đây, màu rất là đẹp. Với khoảng 700 g dâu thì Hân làm được bao nhiêu mứt đây này nha cả nhà. Nó nửa keo này thôi nhưng mà rất là chất lượng luôn. Thì nếu như yêu thích cái video làm mứt dâu của Hân thì có thể bấm like và đăng ký kênh của Hân để có thể xem được những video clip tiếp theo của Hân nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà.